gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn luôn thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cũng chẳng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Yeah. Đời đang vui tự dưng phải có em thay cha nuôi. Giờ đời con xui không biết phải nói sao cho hết rồi. Ngày nhõng nhẽo xong rồi lại còn thêm cái tật mày nheo. Đời con khúc này xong rồi kiếp trước con nợ kiếp này nó theo. Nó quậy nó phá nó như bà má nó không giống con người ta. Con sợ nó quá không tin luôn á, chắc phải quỳ gối thì nó mới tha. Tam nam bất phú thêm nữ giàu ú ú. Mà con thấy đời con không giống như lời các cụ. Sống chung anh em một nhà vui không ít cũng nhiều buồn đau. Mỗi người một tính cách mà giống như vách nhà vô hình cách nhau. 10 vạn câu hỏi vì sao em gái con hỏi khó lường. Câu hỏi khó nhất làm sao để ta nói lời yêu thương. Sẵn sàng buông lời sắc mỏng làm đau những người ta thương, để rồi tiếc rẻ lời mở lòng không dám soi mình ở trong gương. Tranh luận rồi tới cãi vã như bữa cơm ta ăn trong nhà, và sau bài học đắt giá nụ cười thay những lần có mày mà. Có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hờn cùng chóng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Thôi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh cũng đang có việc quan trọng cần làm. Chuyện em quan trọng hả? Bạn gái của anh, Kim á, cách đây 3 năm từng là bạn gái của em. Ơi là Huy, Huy đi đâu thì cũng phải cho Lan biết một tiếng chứ. Không nói với Lan thì cũng phải nói với bà. Mệt quá mà nhốt nhỉ. Mệt mỏi quá rồi, cô Lan ơi, cô nằm đi, cô nằm đi. Làm sao mà nằm được dầu sôi lửa bỏng? Cái gì mà nằm không biết. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa, cái gì? Rồi xong rồi. Máu me đầy người xong rồi. Chú Quang nè, bình tĩnh hay không? Huy ơi, anh gặp Vinh chưa? Gặp rồi. Rồi anh Vinh đâu? Xử chưa? Vinh hả? Tối nay không về được đâu. Chết rồi. Trời ơi, tôi giết thằng Vinh rồi nè. Máu này nè, máu này là máu của thằng Vinh. Vinh ơi, sao lên nhìn tương tàn như vậy hả? Anh Vinh không về mà anh gặp anh Vinh rồi, có nghĩa là anh Vinh đã chết rồi đúng không? Là sao? Ai chết? Em nói vợ tôi đây chết vậy? Ủa sao chưa chết vậy? Ủa sao hai đứa về mà đứa nào cũng dính máu đó, là sao? Ủa sao máu me không mà chưa chết hả? Mọi người nó tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Ủa chứ là mọi người đang nghĩ là con giết Vinh đó hả? Ừ. Trời đâu có phải. Ủa chứ máu này của ai? Trời ơi, chuyện là như vậy nè. Bạn gái của anh Kim á, cách đây 3 năm từng là bạn gái của em. Mà sao hai anh em vẫn chưa chết? Muốn anh chết lắm hay sao vậy? Cái gì vậy? Không, em lo. Không phải, hai anh em thấy người ta gặp nạn cho nên là cứu thôi. Cái máu này là máu của nạn nhân. Đó, bởi vậy thấy không? Máu này máu của nạn nhân chứ không phải máu của Vinh đâu. Ủa rồi mà hai anh em có đánh nhau chưa? Cái gì vậy? Khùng quá mày. Sao gia đình mình sao vậy? Đúng như là anh Huy anh nói á, hai người thấy người ta gặp nạn xong rồi cứu, rồi cùng đưa vô bệnh viện, sau đó anh Huy về trước, tôi lại làm hồ sơ. Nhưng mà anh tưởng là tối nay em ở lại trong đó chứ? Thì người nhà bệnh nhân người ta vô rồi em phải về chứ. Người ta cứ đưa tiền cảm ơn nữa, mày không lấy. Hay quá. Trời ơi. Khoan, em còn thắc mắc nữa. Gì nữa? Là hồi nãy á, lúc mà anh thấy cái tin nhắn trong điện thoại của anh Vinh á, anh đùng đùng tức giận, thở khè đi ra ngoài. Là anh giận anh Vinh lắm đúng không? Giận Vinh đúng không ông? Đâu có, anh sợ. Sợ gì? Sợ Vinh nó giận anh. Ủa là sao? Này, sao? Trời ơi. Anh Huy, giúp em sửa này được không anh? Trời ơi, sao nó gãy vậy nè? Su ơi, gãy kiểu này là không có sửa được đâu Su. Cái này đâu phải là đồ chơi, cái này là đạo cụ quay phim của anh Vinh mà. Chết rồi, cái này anh Vinh biết được á là Su, là anh Vinh đánh Su chết luôn đó. Vậy anh Vinh giận Su, xong rồi anh Vinh còn bắn Su chết nữa hả? Ôi, kiểu này là anh Vinh không có tha cho Su đâu. Mốt á, Su là phải cẩn thận nghe chưa? Dạ.
để anh tìm cách cứu Su nha. Bây giờ anh sẽ mua một con ngới thay cho con này, được không? Dạ được. Lúc đó lấy điện thoại của Vinh là để tìm địa chỉ mua robot, mà tìm không có, chứ có đọc tin nhắn gì đâu. Hiểu rồi. Trời, cái con robot đó em đặt ở nước ngoài chứ có đặt ở Việt Nam đâu mà anh thấy trong điện thoại của em được. Vậy mà em cứ tưởng đâu á là anh giùm anh Vinh xong rồi anh đi tự tử. Chị Huy, cái chuyện của em với Kim hồi xưa á, anh có vấn đề gì không? Đi nữa, thằng này khoái đi quá. Sao hỏi có vấn đề gì không? Có hay không mà lẳng lặng bỏ đi? Là sao? Chụp, con đã nói rồi, dưới cái nhà tâm lý học như con phân tích á, thì một người mà im lặng bên ngoài như vậy á, là ở bên trong á, cái nội tâm nó giằng xé gào thét lắm mà nó không phọt ra ngoài được. Cái gì? Hai người quen chung một cô gái hả? Mà hai thời điểm khác nhau, thằng khùng. Chuyện với tao cách đây 3 năm rồi. Còn anh? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Ai cũng có quá khứ hết. Nếu cứ nhìn vào quá khứ thì làm sao tiếp tục bước tiếp được? Thì ra là như vậy. Anh nói đúng rồi đó. Em cũng cảm thấy như vậy. Anh nhận ra một điều, Kim là một cô gái tốt, cho nên mới quen Vinh. Vinh cũng là một chàng trai tốt, nên Kim mới quyết định chọn. Nhưng đến khi quen nhau thì Kim mới nhận ra Vinh là một người tồi. Ê, nói gì vậy? Cho nên Kim mới chia tay. Em như vậy hồi nào? Có không? Dĩ nhiên là không rồi. Tại anh cứ hỏi sao làm gật đầu bị liệu theo chứ bộ. Không, anh nghĩ là Kim nhận ra nên quyết định chia tay em đó. Và anh nghĩ Kim cũng là một người tinh tế, nên cô ấy sẽ biết mình chọn ai. Anh ổn không? Chứ sao em thấy anh quạo rồi đó. Anh bình thường, câu chuyện quá khứ thôi. Quan trọng là người này nè, anh thì anh bình thường. Nếu ngày bỏ qua được rồi, không có gì xảy ra hết, đúng không? Anh Huy à, em không tin là một ngày nào đó anh chấp nhận quen lại bạn gái cũ của Vinh luôn á. Có gì đâu em, chuyện đó là chuyện bình thường. Anh ổn không? Sao mặt anh hơi quạo? Anh quạo cái gì đâu, có hả? Đúng vậy, cái môi anh nó rung quá. Ủa? Kim, sao em tới bất ngờ vậy? Không nói anh biết trước. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nếu là chuyện tụi mình thì em không cần nói đâu. Anh chấp nhận được, anh ổn mà. Nhưng mà em không ổn. Anh rất là tốt, nhưng khi em biết Vinh là em trai của anh, em không biết phải làm thế nào. Mấy ngày nay em rối lắm. Nên em đã có quyết định của mình rồi. Em sẽ không chọn ai cả. Em xin lỗi, nhưng mà em hy vọng là hai anh luôn vui vẻ và yêu thương nhau nha. Em đi trước. Kim. Kim! Không chọn ai luôn hả? Chết rồi, giận quá ấp mặt vô tường luôn rồi. Anh hai ơi, anh hai bình tĩnh. Không phải lỗi của Vinh đâu anh hai. Bình tĩnh đi anh hai. Sang. Chết rồi, cái tay anh kìa. Nhìn cái tay anh rung kìa. Sang. Đưa dành uống miếng nước cho anh bình tĩnh đi. Anh Vinh ơi. Dù gì cũng là anh trai của mình. Anh bình tĩnh đi. Đừng có thể xảy ra cái chuyện gì nha. Hai anh ơi, hai anh ổn không vậy? Đưa anh uống miếng nước đi mà. Anh Vinh.
đừng má, đừng uống nước đi, đừng má, gia đình mình đừng thể xảy ra đổ máu mà. Anh ơi, mình tỉnh đi mà, đừng mà, đừng mà. Chuyện gì vậy? Biết làm sao vậy? Em bình tĩnh đi. Thật sự luôn á, em không ngờ là có một ngày là hai anh em gia đình chúng ta là bị đá chung một ngày luôn. Đá chung ngày nào? Tao có đây 3 năm rồi, giờ liên quan gì đâu. Quan trọng là ổn kìa, không có ổn không kìa. Anh ổn không vậy? Nó hỏi gì? Anh ổn mà. Sao? Em thấy cái nước mắt của anh lưng tròng luôn kìa. Anh ổn, sao em biết chuyện này? Mấy đứa làm sao vậy? Anh được bản lĩnh mà. Anh không ổn chứ. Anh ổn rồi đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là em sẽ ổn hơn nếu em biết một điều. Con robot của em rồi. Anh sẽ không mua lại cho em đâu. Bởi vì em để đồ đạc lung tung quá. Nè. Chết rồi. Mỗi lần có cười là có chuyện mà. Đừng có cười nữa, nhìn nó hay là mất, đừng có cười nữa mà. Anh lỗ mà, anh ơi. Anh tỉnh đi, nhìn. Anh lỗ. Anh hai của mình đó. Em ổn. Ổn á? Em ổn chứ. Em biết không? Kim là một cô gái rất tốt. Anh nghĩ trong cuộc đời anh, lần đầu tiên anh tìm được một người con gái tốt như vậy. Mà bây giờ xảy ra chuyện này, anh sẽ tìm một cô gái tốt hơn. Bây giờ anh ổn mà. Thì đúng rồi. Con robot mà. Đồ chơi mà, với anh hai. Đồ chơi mà. Đồ chơi mình có thể mua lại được mà. Đâu có sao đâu, còn robot đó không có gì với em hết á. Em sợ quá. Nhiều khi em hỏi này là bơm đạn nó vô. Thôi em đi đi, đây đây, anh làm gì làm đi. Sao? Khởi động hả? Ổn không? Em ổn á. Anh ổn đâu, anh ổn đó. Em cũng ổn á. Em ổn á. Đau đó. Em ổn á. Anh sao? Đừng chọc tôi đó. Thôi. Hai anh tính làm gì vậy? Trời, em tính đi lên mà. Em lo cho hai anh lắm luôn á. Đừng có để xảy ra cái chuyện vậy nữa. Là người trong gia đình với nhau không à? Hả? Vì một con robot hả? Có đáng không? Còn anh nữa, vì một cô gái hả? Cô gái này đáng nha. Chơi đi anh, chơi đi, em làm trọng tài cho. Hai đứa quất cho đi, vô. Quất với nhau á. Không phải. Em đấu với nhau á nha. Không phải. Hai anh á. Cô Kim đó. Hai người quen nhau một cô đó. À, chung chơi cái em gãy. Ôi gãy. Gãy cái xuống chậu đi. Nữ sao thoại vậy được? Thoại là vô duyên lắm. Sửa lại thôi. Phim về á, phim cũng hay ghê á. Mới đi xem phim về á, phim mắc cười ghê. Cô bị gì vậy? Mắc cười. Làm gì mắc cười? Coi phim mắc cười. Coi phim này. Mà nói cười gì vậy? Thì tại ủa nói chi vậy? Chung nhà nói cho biết. Bộ đi coi ai hả? Bạn trai. Không có nên đi mình. Xui vậy? Thôi xui ghê. Biết giờ bao giờ mới có bạn trai á mà tôi mà có bạn trai thì sao ta? Thì xui chứ thì sao? Ai xui? Thì người ta xui. Hiểu không? Nãy tôi nói á, xui kia là do cô không có bạn trai nên cô xui. Còn giờ ai mà quen cô là người ta xui. Chịu hết nổi rồi nha.
anh vừa phải thôi đó. Anh làm như tôi là cái thứ bỏ đi trong cái xã hội này vậy đó. Mở miệng ra không có cái gì nghe lọt lỗ tai hết đó. Sao? Tính nhờ vả gì đúng không? Tính mượn tiền hay là nhờ tôi đóng giả người yêu? Nói thẳng đi để tôi biết tôi lên kịch bản chứ. Ủa kịch bản gì? Kịch bản máy bay. Máy bay? Ừ. Kiểu không tặc á hả? Kiểu màu phim hành động bắn chéo 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 máy bay rớt đùng đùng á hả? Thôi dạ. Ba khen tôi có duyên chưa? Chưa. Ba mẹ đẻ mà còn chưa khen mà. Bởi xui là đúng rồi, tôi nói cuộc đời cô xui lắm. Sao xui? Mở miệng ra không có nào có duyên hết á. Nữa rồi đó. Kịch bản máy bay ở đây á, là kịch bản máy bay, là phi công trẻ lái máy bay bà già, hiểu không? Thôi 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 thôi, kịch bản đó dở lắm, thôi không được đâu. Nè, phi công trẻ lái máy bay bà già có nghĩa là người phụ nữ lớn tuổi hơn cái người con trai đó đúng không? Mà yêu đương kiểu đó khổ lắm. Rồi người phụ nữ phải sanh đẻ vất vả nè. Rồi khi sanh đẻ xong người phụ nữ sẽ già nua đi nè. Rồi xấu xí đi nè. Rồi lúc đó cái thằng trai trẻ nó còn đang còn trẻ nè. Cái nó bỏ nó đi kiếm con khác. Cái người phụ nữ phải ôm con khóc mòn mỏi. Không được đâu, kịch bản dở. Không có nhân văn. Thôi mất nhân văn đạo lắm. Tưởng tượng đó là thằng Sang đi, nó cũng dễ thương mà đúng không? Yêu thằng Sang nhỏ tuổi thì cũng giống vậy đó. Thôi yêu trai trẻ mất công chiều chuộng nó không có được, bỏ kịch bản đó đi. Ủa nãy mới nói gì? Yêu thằng Sang đó, nó cũng là trai trẻ đó, tưởng tượng giống vậy cũng được mà. Ông, tôi với Sang á, thử đóng cặp với nhau mấy lần rồi ha, thấy cũng hợp lắm á. Mà lỡ tôi với Sang yêu nhau thì sao ha? Không được, anh không đồng ý. Tại sao anh không đồng ý? Tại vì anh yêu em á, anh ghen á, anh ghen với thằng Sang á. Anh không nhường em cho bất kỳ thằng Sang nào hết. Vậy là anh chịu tỏ tình với em á hả? Đều là làm gì đâu. Cứ chu chu cái mỏ ra rồi chưa kể cứ nhắc thằng Sang hoài bộ mê nữa hả? Tại mỏ bị mỏi. Mỏi kỳ cục vậy. Với lại tại tôi thấy thích Sang á. Kiểu mê. Mê thích Sang. Tại Sang dễ thương á. Không được. Mày nói gì? Mới thích Sang. Không được. Cái gì? Không được để cái vấn đề nó xảy ra trong gia đình này. Em ơi, em nghĩ gì vậy? Thằng Sang là một đứa trẻ mới lớn, bây giờ em dụ dỗ nó sao? Không, không có. Cái kiểu nó giỡn cho vui á, chứ không có. Không. Không, đừng hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Rõ ràng anh mới nghe đúng không? Đúng. Thích Sang đúng không? Đúng, chính xác. Thích Sang, mê Sang, tại Sang dễ thương. Đúng rồi. Không, em nói giỡn cho vui chứ nghĩ sao vậy trời. Sang phải gu em, không phải gu. Vậy là em thích anh. Trời, anh tỉnh đi Huy. Trời, em thích đàn ông mà. Em đâu có. Vậy là em nói anh đàn bà. Không, không phải đàn bà. Nhưng mà đàn ông. Anh đàn gì anh tự biết đi chứ, em khó nói. Đừng nói, đừng nói ra. Đau lòng nhau. Biết rồi, biết rồi. Em biết vấn đề gì không? Kể cả anh và thằng Vinh đều em. Thích em hả? Đều sợ em á. Rất là sợ em luôn. Cho nên là em không có cưỡi tụi anh đâu. Nhưng mà thằng Sang nó còn nhỏ lắm. Em đừng có dụ dỗ giùm anh được không? Nè nha, anh đặc biệt cấm nha em với thằng Sang và có chuyện yêu đương trong gia đình này. Nếu không, anh... Thôi,
anh trừ trước luôn cho an toàn. Anh trừ em 1 triệu. Ủa sao trừ? Trừ tiền lương 1 triệu. Anh ơi, 1 triệu nhiều lắm. Nhiều lắm anh ơi, 1 triệu. Trời ơi, cả cuộc đời em đó anh ơi. Anh ơi. Nói gì hôm nay là cổ tích là không đẹp. Mà để con mặc cái quần rách như vậy. Cái gì vậy? Thôi ngoại ơi, cái quần này giá gốc nó là con trăm mấy à. Nó xé ra cái này rách xong nó bán 1 triệu nữa. Trời đất ơi, không có được đâu. Đâu có về đâu. Thôi nhiều quá. Anh hai phụ em hai. Ê, cái gì? Cái gì? Bố ta la, bố ta la. Bố ta la, bố ta la. Đi về mà.